kính thưa quý vị mới đây đảng chính phủ và quân đội trung quốc cùng ban hành một bản ý kiến liên quan đến tăng cường và cải tiến công tác giáo dục quốc phòng toàn dân thời đại mới yêu cầu tăng cường quan niệm toàn dân sùng bái thượng võ văn bản này liên quan đến chương trình giáo dục quốc phòng toàn diện các nhà quan sát cho rằng trung quốc nhấn mạnh quốc phòng toàn dân cho thấy bản chất của chính quyền Trung Quốc đã chuyển hướng sang chủ nghĩa bá quyền quân sự, đảng và nhà nước. Thực hiện chiều tiên hóa và việc này có liên quan đến ý đồ xâm lược Đài Loan. Tại sao chính quyền Trung Quốc lại có bước chuyển đổi này? Việc thực hiện giáo dục quốc phòng toàn dân có thực sự cần thiết hay không? Và mục đích là gì? Hôm nay, DKN New sẽ cùng quý vị tìm hiểu về vấn đề này thông qua những đánh giá của các chuyên gia Đài Loan. Mời quý vị theo dõi. Chính quyền Trung Quốc chuyển hướng chủ nghĩa bá quyền quân sự, đảng, nhà nước. Theo báo cáo của CCTV News hôm ngày 1 tháng 9, ý kiến liên quan đến tăng cường và cải tiến công tác giáo dục quốc phòng toàn dân thời đại mới do Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Quốc vụ viện Trung Quốc và Quân ủy Trung ương cùng nhau công bố yêu cầu thực hiện chỉ tiêu của ông Tập Cận Bình, đồng hóa tư tưởng củng cố quân đội của ông Tập Cận Bình vào trong toàn bộ quá trình và mọi lĩnh vực giáo dục quốc phòng toàn dân và nhấn mạnh rằng phải dốc sức tăng cường quan niệm tư tưởng toàn dân tôn sùng thượng võ. Ý kiến còn yêu cầu tăng cường giáo dục quốc phòng cho thanh thiếu niên, yêu cầu tích hợp giáo dục quốc phòng vào tài liệu và giáo trình giảng dạy, đưa giáo dục quốc phòng vào nội dung thi cử của các trường trung học phổ thông và cao đẳng và đưa vào hệ thống đánh giá thành tích của các trường. Đồng thời yêu cầu đưa công tác tăng cường và cải tiến giáo dục quốc phòng toàn dân vào trong nhiệm vụ và chức trách của đảng ủy và chính quyền địa phương, các bộ phận trong quân đội. Cùng ngày, các cán bộ Ban tuyên giáo Trung ương Trung Quốc đề cập trong ý kiến rằng cần thúc đẩy công tác giáo dục quốc phòng vào các cơ sở, trường học, doanh nghiệp, cộng đồng, thôn làng, doanh trại quân đội, mạng Internet. Thực hiện năm toàn diện về đối tượng, lĩnh vực, thời gian, nội dung biện pháp của giáo dục quốc phòng toàn dân. Nhận định về vấn đề này, ông Lý Dậu Đàm, giáo sư của Viện Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia của Đại học Chính trị Đài Loan, hôm 2 tháng 9, đã nói với báo Đại Kỳ Nguyên rằng, có quốc gia nào trên thế giới muốn xâm lược Trung Quốc không? không có bất kỳ một quốc gia nào muốn xâm lược họ. Cả thế giới đều đang lo sợ Trung Quốc xâm lược người ta mà thôi. Giáo sư Lý Dậu Đàm nói, Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh quốc phòng toàn dân, cho thấy bản chất của chính quyền Trung Quốc đang chuyển hướng sang chủ nghĩa bá quyền quân sự, đảng và nhà nước. Ông nói, Ấn tượng lớn nhất của tôi là Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn chuyển đổi từ chủ nghĩa tư bản quyền quý, đảng và nhà nước của thời Đặng Tiểu Bình thành chủ nghĩa bá quyền quân sự, đảng và nhà nước trong thời Tập Cận Bình. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn kết hợp với đảng và nhà nước của Hitler, cộng thêm chủ nghĩa quân Việt của Nhật Bản gọi là chủ nghĩa bá quyền quân sự đảng và nhà nước. Đây chính là kết luận của tôi. Ông Lý Dậu Đàm nói rằng, chính quyền Trung Quốc muốn buộc hàng tỷ người Trung Quốc làm nền tảng cho bá quyền của mình, nhưng vốn dĩ không có bất kỳ một quốc gia nào muốn xâm lược Trung Quốc. Và do Trung Quốc thực hiện một vành đai một con đường, xây dựng các đảo và đá ngầm ở Biển Đông. Sau đó, phá bỏ khái niệm hải quân quốc tế và đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan và coi eo biển Đài Loan là biển nội địa. Chính quyền Trung Quốc muốn trói buộc người Trung Quốc lại với mình để cùng nhau bành trướng ra bên ngoài. Quan trọng nhất là dùng ý thức hệ của đảng và nhà nước để trói buộc tất cả người dân Trung Quốc. Muốn nắm chắc trong tay, không buông Việc Bắc Kinh thúc đẩy giáo dục quốc phòng toàn dân liên quan đến ý đồ xâm lược Đài Loan. Ông Lưu Chính Phong, Phó Giáo sư các khoa vấn đề quốc tế và đại lục của Đại học Quốc gia Kim Môn Đài Loan hôm 2 tháng 9 nói với báo Đại Kỳ Nguyên rằng Việc Bắc Kinh thúc đẩy giáo dục toàn dân quốc phòng có liên quan đến ý đồ xâm lược Đài Loan. Theo ông Lưu Chính Phong, có lẽ chính quyền Bắc Kinh muốn tiến đến Triều Tiên hóa, ông nói. Một quốc gia bình thường cũng cần phải quốc phòng toàn dân nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính quyền độc tài. Chính quyền dựa vào quân sự, Đảng chỉ huy quân đội càng khiến bên ngoài lo lắng hơn. Thời gian qua, chính quyền Bắc Kinh lấy lý do về việc Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thăm Đài Loan để phóng 11 tên lửa vào Đài Loan. Trong đó có 5 tên lửa rơi vào vùng biển kinh tế của Trung Quốc. Sau đó, quân đội Trung Quốc tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự nhằm vào Đài Loan, thậm chí phủ nhận sự tồn tại của đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan huy động nhiều máy bay quân sự bay vào khu nhận dạng phòng không của Đài Loan. Ông Lưu Chính Phong cho rằng những dấu hiệu này đều khiến ý đồ xâm lược Đài Loan của Trung Quốc trở nên thực tế hơn. Theo ông Lưu Chính Phong, trong bối cảnh Bắc Kinh thực hiện chính sách Zero Covid, những khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc càng trở nên nổi bật hơn. Chính quyền cần phải nhanh chóng chuyển hướng tâm điểm, khiến khả năng xâm lược Đài Loan và tấn công quân đội Mỹ cũng gia tăng. Bộ quốc phòng Đài Loan đề xuất với lập pháp viện rằng. Trung Quốc đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc chiến tấn công Đài Loan, mô phỏng tấn công Hải quân Hoa Kỳ. Chính phủ của bà Thái Anh Văn cũng tăng ngân sách quốc phòng lên 580 tỷ đài tệ. Việc tăng cường khả năng tự vệ càng rõ ràng hơn. Dân chúng và chính phủ Đài Loan cần thể hiện cho Bắc Kinh thấy được ý chí và quyết tâm phòng vệ của mình. Ông Tô Tử Vân, Giám đốc Viện Chiến lược và Nguồn lực Quốc phòng thuộc Học viện Quốc phòng Đài Loan hôm 2 tháng 9 nói với Đại kỷ Nguyên rằng việc chính quyền trung quốc thực hiện quốc phòng toàn dân là nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các cuộc khủng hoảng quân sự trước đó chính quyền trung quốc vẫn luôn ban hành một số lệnh tổng động viên cục bộ đều là thực hiện một số cuộc diễn tập bây giờ chỉ là điều chỉnh một số cách làm mới mà thôi đài loan không thể buông lỏng cảnh giác tuy nhiên đài loan cần duy trì sự cảnh giác không có nghĩa là sẽ lý giải thái quá về mọi động thái của bắc kinh như vậy ngược lại sẽ bỏ lỡ một số tín hiệu quan trọng khủng hoảng lớn nhất của Trung Quốc đã xuất hiện. Giáo sư Lý Dậu Đàm nói với Đại Kỳ Nguyên rằng, chính quyền Trung Quốc cũng đến lúc đi vào đường cùng rồi, bởi vì thế giới tự do toàn cầu đều đã thức tỉnh cả rồi. Khi Hồng Kông bị Trung Quốc đàn áp bằng luật an ninh quốc gia, thế giới đã nhìn thấy tham vọng của Trung Quốc. Ông Lý Dậu Đàm lấy ví dụ về việc Trung Quốc muốn lấn lướt và cạnh tranh với phương Tây về phương diện chip, nhưng không có cách để phát triển chip nữa. Dự luật chip do Hoa Kỳ ban hành là dự luật quan trọng nhất để chống lại chính quyền Trung Quốc. Giáo sư Lý cho rằng, khủng hoảng lớn nhất của chính quyền Trung Quốc là khi Châu Âu và Mỹ phát hiện ra rằng tham vọng về bá chủ thế giới của Trung Quốc không thay đổi, Trung Quốc sẽ bị kiểm soát từ nguồn công nghệ cao nhất là ngành công nghiệp chip. Phản ứng dây chuyền đột ngột này bao gồm cả kinh tế, công nghệ, công nghệ quốc phòng và bá chủ không gian. Tất cả đều xuất hiện vấn đề. Thậm chí một ngày nào đó, ngay cả tương lửa cũng sẽ bị đánh sập ông lý nói khi chính phủ của Biden nói rằng họ không muốn thay đổi chế độ đảng cộng sản Trung Quốc suy nghĩ của tôi là phương Tây chỉ cần rằng buộc Trung Quốc chế độ đảng cộng sản Trung Quốc sẽ có thể bị lật đổ việc thay đổi chế độ là chuyện của bản thân Anh có muốn lật đổ chính quyền đảng cộng sản Trung Quốc hay không là chuyện của người dân Trung Quốc người Đài Loan cũng bằng lòng giúp đỡ người Trung Quốc dân chủ hóa nhưng việc lật đổ chính quyền đảng cộng sản Trung Quốc là chuyện của người dân Trung Quốc. Thưa quý vị, chuyên mục phân tích và bình luận của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.